Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị thân mến, nếu đã bước chân vào nghề trading thì có lẽ chẳng ai muốn mình mãi là một tay mơ, đúng không ạ? Rồi sẽ có một ngày chúng ta bước chân vào ngưỡng cửa của những trader thành công. Nếu như chúng ta không sẵn sàng cho điều này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ mãi là những trader nghiệp dư và không thể có được lợi nhuận lâu dài. Để có thể bước vào ngưỡng cửa chuyên nghiệp, chúng ta không thể mang tâm thái, thói quen hay là một lối giao dịch của trader nghiệp dư được. Sẽ cần có những điều kiện đi kèm cũng như những sự thay đổi cho thấy bạn sẵn sàng để trở thành trader chuyên nghiệp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về 3 dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng để có thể trở thành trader chuyên nghiệp nhé. 1. Là sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của bản thân. Đây có thể coi là điều kiện hay cũng có thể xem là thách thức. Ai cũng muốn làm trader chuyên nghiệp nhưng ít ai thực sự sẵn lòng bỏ ra cái tâm để thực hiện những việc mà một trader chuyên nghiệp từng làm. Và không thể loại trừ trường hợp trader không chịu được việc phải chấp nhận thất bại trong trading. Việc chịu trách nhiệm cho mọi quyết định giao dịch cho thấy trader sẵn sàng chấp nhận thất bại, chấp nhận việc mình có thể phạm sai lầm trong trading. Hơn nữa, việc này có thể giúp trader sẵn lòng tìm hiểu nguyên nhân thua lỗ và sửa sai trên những lần sau. Khi trader đã sẵn sàng cho việc này, chứng tỏ sắp tới họ sẽ có được nhiều bài học cho bản thân hơn, tiến bộ hơn. Con đường để trở thành trader chuyên nghiệp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều thứ hai là chú trọng điều chỉnh cảm xúc bản thân trong quá trình giao dịch. Cảm xúc là yếu tố phân biệt trader nghiệp dư và chuyên nghiệp. Những trader nghiệp dư tuy hiểu được tầm quan trọng của tâm lý trong trading, nhưng họ lại khó có thể chống lại tâm lý khi nó xuất hiện một phần. Đó là vì họ không thể chú trọng đến việc cần phải điều chỉnh tâm lý, trong khi việc này lại rất quan trọng. Khi bước vào con đường chuyên nghiệp, trader chuyên nghiệp hoàn toàn có thể đứng ngoài một chiến lược tốt nếu tâm lý lúc đó có không ổn định. Tâm lý có thể ảnh hưởng đến kết quả quá trình giao dịch nếu trader không học cách kiểm soát nó. Vậy nên, nếu chúng ta thực sự muốn trở thành trader chuyên nghiệp thì tâm lý nên thuộc ưu tiên hàng đầu. Điều số 3 là kiên trì. Kiên trì gần như là tính cách cần phải có của trader chuyên nghiệp. Nếu muốn kiếm tiền dài hạn thì kiên trì là một yếu tố không thể thiếu trong toàn bộ kế hoạch của trader. Kiên trì sẽ giúp trader giữ được nguyên tắc, tuân theo kỷ luật, giữ vững tâm lý trước những thua lỗ ngắn hạn để đánh giá và tham gia giao dịch ở những chiến lược chất lượng hay thoát lệnh theo đúng nguyên tắc. Và kiên trì cũng giúp cho trader ổn định được tâm lý, không giao dịch hấp tấp, nóng vội. Nếu bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp thì ngay từ bây giờ hãy tìm cách để rèn luyện sự kiên trì. Thời gian đầu có thể bạn sẽ thấy nó chẳng có ích gì, thậm chí ngược lại bạn còn cảm thấy phiền phức và khó chịu. Nhưng qua một thời gian, khi bạn đã quen với cách thức làm việc, dù có việc gì cũng cần có sự kiên trì, lúc đó bạn mới thấy được giá trị mà nó mang lại. Tầm quan trọng của sự kiên trì trong trading khó có thể kể hết được. Vừa rồi là 3 yếu tố mà khi bước chân vào ngưỡng cửa của trader chuyên nghiệp, bạn cần sẵn sàng để tiếp nhận và rèn luyện cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.